大家好，我是雪海，来自 Song 汉语中心。trong tiếng Trung, câu giao tiếp cơ bản mà các bạn hay gặp đó là 你好，你叫什么名字？ Chào bạn, bạn tên là gì? Ngày hôm nay trong video clip này, trung tâm tiếng Trung Shop sẽ gửi tới các bạn những tên tiếng Việt khá phổ biến cũng như cách chuyển đổi từ tên tiếng Việt sang tên tiếng Trung. Tên đầu tiên mà mình chọn đó là Hà. Khi chuyển đổi từ tên tiếng Việt sang tên tiếng Trung, người ta sẽ chọn những chữ Hán nào có nghĩa tốt và có âm Hán Việt tương ứng với cái tên mà bạn đang có. Với chữ Hà này, mình chọn được hai chữ Hán có ý nghĩa khá là hay. Chữ đầu tiên đó là chữ Xá, có nghĩa là mây ngũ sắc, mây màu, những mây mà chỉ xuất hiện khi bình minh hay là buổi chiều tà hoàng hôn. Chữ Xá này là chữ hình thanh, một phần chỉ nghĩa và một phần chỉ âm thanh, chỉ cách đọc. Phía bên trên là bộ vũ. Bộ vũ có nghĩa là mưa. Khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào những đám mây còn đọng lại hạt mưa thì nó sẽ tạo ra những màu sắc khác nhau. Bên dưới, chữ xá là chữ chỉ âm, cách đọc xá. Chữ thứ hai mà các bạn có thể lựa chọn đó là chữ hứa, có nghĩa là sông. Vì vậy mà bên trái của nó có bộ ba chấm thủy và bên dưới là chữ cửa, chỉ âm đọc. Vậy thì đối với những bạn nào tên Hà, các bạn có thể chọn từ xá hoặc là từ hứa. Thứ hai, tên Minh. Minh được dịch sang tiếng Trung là Mính. Mính là sự kết hợp giữa bộ nhật, có nghĩa là mặt trời, và bộ nguyệt là mặt trăng. Mính là sự kết hợp giữa ánh sáng của mặt trăng và mặt trời. Vì vậy, nghĩa gốc của từ Mính có nghĩa là sáng. Từ nghĩa sáng này nó mới phát sinh ra nghĩa là thông minh, anh minh hay là sáng suốt. Đối với bạn nữ nào tên Yên hay là tên An thì chúng ta có thể lựa chọn chữ Hán sau đây. Chữ An. Chữ An được cấu tạo bởi hai bộ phận. Phần biển phía trên là bộ miên, có nghĩa là mái nhà. Phía dưới là bộ nữ, có nghĩa là người phụ nữ. Ở dưới mái nhà nếu như có bàn tay của người phụ nữ sẽ tạo cho chúng ta cảm giác an toàn và không có nguy hiểm. Vì vậy, bạn nữ nào tên Yên hay tên An, chúng ta có thể lựa chọn từ An này làm tên của mình trong tiếng Trung. Tên cuối cùng, tên Việt, có chữ Hán tương ứng là Yue. Trong tiếng Trung, Yue có nghĩa là vượt. Như Việt Nam có nghĩa là vượt về phía Nam. Vì vậy, trong cấu tạo chữ, phần bên trái của nó có chữ Tẩu có nghĩa là đi, phần bên phải chỉ âm Yue. Ta có ví dụ Yue Nan, Việt Nam. Yue Guo Khun Nan, vượt qua khó khăn. Trên đây là một số tên tiếng Việt khá là phổ biến cũng như cách chuyển đổi từ tên tiếng Việt sang tên tiếng Trung. Nếu như bạn còn chưa tìm được tên tiếng Trung tương ứng của mình, hãy để lại comment bên dưới để shop giúp bạn. 我是小海，来自 Shop 汉语中心。我们下周再见，拜拜。